Chào mừng bạn quay trở lại với Top Sao Hoa, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao Hoa ngữ. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay. Chưa từng có trong lịch sử showbiz khi có một ngôi sao hàng đầu của làng giải trí lại vướng vào scandal phạm pháp tìm người mang thai hộ, bộc lộ sự mất nhân tính và vô đạo đức. Và chỉ trong vòng 3 ngày kể từ khi scandal nổ ra, Trịnh Sảng, từ một ngôi sao hàng đầu của làng giải trí, luôn đảm nhận các vai chính trong các bộ phim thanh xuân vườn trường, lại trở thành tội đồ của làng giải trí. Trong 12 năm tham gia làng giải trí, Trịnh Sảng có tới 10 năm cự tuyệt đóng quảng cáo, làm đại diện nhãn hàng, thậm chí cực kỳ ít đi show và dự sự kiện, cũng không nhận lời chụp tạp chí. Và 2 năm trở lại đây thì cô mới oanh tạc các mặt trận ngoài phim ảnh, trở thành nhân vật hot hit nhờ độ tranh cãi cùng thái độ kém chuyên nghiệp của mình. Ngỡ tưởng drama của nữ diễn viên chỉ xoay quanh lùm xùm vô duyên, EQ thấp, vậy nhưng scandal nhờ người mang thai hộ kèm theo 1001 tình tiết sốc tới tận óc, trở thành ngón đòn giáng nặng vào sự nghiệp và hình ảnh cuộc sống của nữ diễn viên. Mới đây thì một blogger người sở hữu gần 250.000 lượt follow đã chỉ ra rằng chỉ sau một đêm Trịnh Sảng mất tới 200 triệu tệ, tương đương là 710 tỷ đồng. Hàng loạt các chương trình từng ký kết với Trịnh Sảng trước đó đã gạch tên cô sau khi nữ diễn viên dính phốt. Cô không có tên trong danh sách gala lễ hội mùa xuân của đài truyền hình Liêu Ninh. Cánh paparazzi cho hay người thế chỗ Trịnh Sảng khẩn cấp là nữ diễn viên Vạn Thiến. Vị blogger này còn tiết lộ căn nhà penthouse trị giá 150 triệu tệ, tương đương là hơn 530 tỷ đồng, hóa ra là căn hộ trả góp. Nữ diễn viên không hề mua đứt bất động sản cao cấp này, thay vào đó sẽ trả số tiền thế chấp là 600.000 tệ một tháng, tương đương là 2,1 tỷ đồng. Nếu ở tình trạng cay sâu bình thường, cô vẫn có thể gắng gượng trả được số tiền trên. Tuy nhiên, với việc bị cấm sóng, Trịnh Sảng chỉ có thể gồng gánh được 6 tháng là đứt xích, bằng không cô có thể mất căn nhà này. Nhiều người đã nghĩ đến việc Trịnh Sảng nên bán tháo căn penthouse này để lấy tiền. Vậy nhưng câu hỏi được đặt ra, giá của căn hộ thuộc dạng siêu đắt, những người mua chúng chắc chắn thuộc tầng lớp thượng lưu siêu giàu. Vậy ai sẵn sàng bỏ một núi tiền để mua một căn hộ từng khiến chủ nhân thân bại danh liệt, tán ra bại sản khi vừa mới dọn về? Nhiều bình luận còn ngỏ ý cho rằng phong thủy của căn penthouse này có vấn đề. Điều đáng nói, Trịnh Sảng mới chỉ khoe nhà chưa được một tuần, scandal đã xảy ra và khiến sự nghiệp của cô tan thành mây khói. Hơn nữa thì Trịnh Sảng còn hai bộ phim chưa kịp lên sóng nhưng đã được nhà đài mua về và chiêu mộ các nhà đầu tư. Vậy nhưng thì scandal ập đến, các nhà đầu tư tháo chạy, trả lại hàng, khoản lỗ có thể lên đến 100 triệu tệ trên một bộ, tương đương là 360 tỷ đồng, hai bộ là 720 tỷ đồng. Đó là còn chưa tính đến việc các nhãn hàng, nhà đầu tư đâm đơn kiện đòi bồi thường. Trịnh Sảng không chỉ đối mặt với vấn đề pháp lý mà còn cả vấn đề tài chính khổng lồ. Sau chuỗi drama không hồi kết của Trịnh Sảng về việc tìm người mang thai hộ và không chịu nhận con, thì mới đây Cục Quản lý Nhà nước về Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc, hay còn gọi là Cục Quảng điện, đã chính thức ra thông báo phong sát, tức là cấm sóng và nghiêm cấm mọi hoạt động nghệ thuật của Trịnh Sảng. Và điều này được coi là dấu chấm hết cho sự nghiệp trong tương lai của Trịnh Sảng, khi mà cô sẽ không được lên sóng truyền hình cũng như là các hình thức online. Theo như văn bản của cục ban hành thì Trịnh Sảng đã nhờ người mang thai hộ và không nhận con, gây phẫn nộ trong dư luận. Đạo đức của một người không cho phép làm điều này và nó cũng đi trái với pháp luật. Trịnh Sảng sở hữu nhiều tác phẩm hay nhưng không làm tấm gương tích cực cho xã hội, tuân thủ đạo đức pháp luật, cho nên cục quảng điện sẽ không tạo cơ hội cho những nhân vật như thế này lên tiếng và lộ mặt trên sóng truyền hình. Việc bị phía trên chỉ điểm rõ ràng đã trở thành án tử đối với sự nghiệp của nữ diễn viên. Hàng loạt các nhãn hàng từng mời Trịnh Sảng làm đại diện vội vàng tuyên bố hủy hợp tác. Farah khóc ròng phải đưa ra bài thông báo vỏn vẹn một dòng rằng tập đoàn quyết định cắt đứt hợp đồng, những bộ phim đã lên sóng bị tháo khỏi các trang web trực tuyến chính thống. Ai cũng sợ sệt và lo lắng khi nhỡ bị truyền thông đặt tên mình cạnh tên Trịnh Sảng. Không dừng lại ở đó thì phía ủy ban còn lên tiếng dằn mặt các nghệ sĩ đang hoạt động trong làng giải trí. Sức hấp dẫn của nhân vật công chúng đến từ việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, hình tượng xã hội tốt đẹp cùng sự cống hiến với các tác phẩm ưu tú, chứ không phải từ việc điên điên khùng khùng, tùy hứng và vô trách nhiệm, chỉ biết kể khổ kể sở. Là nhân vật của công chúng càng phải có ý thức về pháp luật. Đài truyền hình thâm quyến cũng có động tác khiến công chúng bất ngờ, đăng tải thông tin về nữ diễn viên, nhà đài này cũng dùng cụm từ Trịnh Sảng nhờ người đẻ thuê rồi rũ bỏ con cái, mất nhân tính. Hiện tại thì Trịnh Sảng đang phải đối mặt với vụ kiện tụng với Trương Hằng, bị các nhãn hàng quay lưng cũng như là các nhà sản xuất đâm đơn kiện vì phim không được lên sóng. Và đây được coi là hậu quả xứng đáng mà cô phải nhận khi có những phát ngôn và hành động thiếu suy nghĩ trong thời gian vừa qua.